Sáng ngày 5 tháng 8, Bộ Tài chính có phản hồi giải đáp vấn đề các cá nhân có thu nhập nhiều nguồn, bỗng bị cơ quan thuế gửi thông báo truy thu thuế thu nhập cá nhân nhiều năm với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Trong đó, gần một nửa là tiền phạt và chậm nộp. Đáng chú ý, không ít người vì vô tình mà chưa kê khai khoản thu nhập chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng đã bị tính tiền chậm nộp lên tới hàng chục triệu đồng. Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 126-2020 NDCP của Chính phủ đã có quy định chi tiết về các trường hợp cá nhân cư trú, ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho đơn vị làm việc. Theo đó, cá nhân có một nguồn thu nhập từ hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân Cá nhân có một nguồn thu nhập từ hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác, bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10%, nếu cá nhân không có nhu cầu quyết toán thu nhập vãng lai này. Theo Bộ Tài chính, cá nhân không thuộc các trường hợp nêu trên thì phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế để xác định được nghĩa vụ thuế theo quyết toán. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán không đúng quy định, cơ quan thuế kiểm tra xác minh, yêu cầu cá nhân thực hiện nghĩa vụ và truy thu thuế theo quy định. Bộ Tài chính cho biết, người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin về thuế trên ứng dụng iTax e Mobile. Cụ thể trên ứng dụng iTax e Mobile đã có chức năng tra cứu thông tin quyết toán để hỗ trợ cá nhân tra cứu một số thông tin về thu nhập của bản thân như các nguồn thu nhập tại các tổ chức chi trả trong năm, số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ, các khoản được giảm trừ, vân vân. Theo Bộ Tài chính, những thông tin này được cơ quan thuế tổng hợp từ dữ liệu do các tổ chức trả thu nhập của cá nhân kê khai với cơ quan thuế và là cơ sở để cá nhân có thể nắm bắt thông tin, theo dõi nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của bản thân. Bên cạnh đó, hiện ngành thuế đã triển khai việc gửi thông báo về nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua email và ứng dụng iTax Mobile trước thời hạn quyết toán thuế cho người nộp thuế là cá nhân có tài khoản thuế điện tử và có sử dụng ứng dụng iTax Mobile. Đối với người nộp thuế là cá nhân có tiền thuế nợ sẽ được nhận thông báo nợ thuế qua email đã cung cấp cho cơ quan thuế, tài khoản thuế điện tử đã đăng ký. Đối với vấn đề về chậm hoàn thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết một số trường hợp chậm giải quyết hoàn thuế là do người nộp thuế nộp quyết toán sai cơ quan thuế, khai thiếu thu nhập chịu thuế, khai sai thời gian giảm trừ người phụ thuộc hoặc khai người phụ thuộc không đủ điều kiện giảm trừ khai thiếu các khoản bảo hiểm bắt buộc được trừ, khai sai số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm so với dữ liệu do cơ quan thuế tổng. Trong thời gian tới, Tổng cục thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thuế tích cực triển khai các chương trình kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ bằng nhiều hình thức để hỗ trợ giải đáp các vướng mắc cho người nộp thuế, nắm bắt chính sách, thực hiện quyết toán đúng quy định. Cũng liên quan đến vấn đề đóng thuế, mới đây ngày 2 tháng 8, tại tọa đàm kiểm soát rủi ro về thuế khi kinh doanh thương mại điện tử do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Vcom và công ty cổ phần MISA tổ chức. Tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết, cùng với sự phát triển của nền kinh tế số, hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt có những phiên livestream bán hàng đạt doanh thu kỷ lục 100 đến 150 tỷ đồng mỗi phiên. Đây là cơ hội lớn cho các nhãn hàng gia tăng doanh thu và thúc đẩy kinh tế chung của toàn xã hội. Theo bà Cúc, các hộ và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử phải tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế, tự khai, tự tính, tự nộp và tự chịu trách nhiệm về số liệu kê khai. Bà Cúc nhấn mạnh, nếu gặp khó khăn trong việc nộp thuế, các hộ và cá nhân kinh doanh có thể tìm đến các đơn vị kế toán dịch vụ hoặc đại lý thuế chuyên nghiệp để được hỗ trợ nghiệp vụ. Chủ tịch Hội Tư vấn thuế nêu rõ: trong những năm gần đây bộ tài chính tổng cục thuế đã quyết liệt chỉ đạo cục thuế các tỉnh thành phố tăng cường quản lý thuế thanh tra kiểm tra theo phương thức quản lý rủi ro trong đó có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử số tiền từ truy thu thuế tiền phạt của các tổ chức cá nhân kinh doanh thương mại điện tử lên tới hàng trăm tỷ đồng Tại tọa đàm, ông Nguyễn Lâm Thành, đại diện của TikTok Việt Nam cũng cho biết, với mô hình kinh doanh tiếp thị liên kết hiện đang rất phổ biến hiện nay, các vấn đề về thuế được nhà bán hàng và nhà sáng tạo nội dung đặc biệt quan tâm. Đánh giá về thực trạng bán hàng trên thương mại điện tử, bà Bùi Thị Trang, giám đốc khối nền tảng kế toán dịch vụ, công ty cổ phần MISA cũng cho biết, Thực tế, kinh doanh thương mại điện tử hiện nay dẫn tới khó quản lý hàng hóa và doanh thu của hàng hóa vì bán hàng trên nhiều sàn, nhiều nền tảng khác nhau với thực tế này việc thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ tốn nhiều nhân sự để xuất hóa đơn và khi xuất hóa đơn phải thủ công khi thông tin trên sàn và thông tin trên phần mềm quản lý khác nhau số lượng về hóa đơn phải xuất hàng ngày rất lớn dễ rủi ro xuất hóa đơn sai thời điểm vì thực trạng bán hàng không cố định thời gian với các hộ kinh doanh kê khai và doanh nghiệp, bà Bùi Thị Trang cho biết, việc thông tin rời rạc ở nhiều giải pháp quản lý khác nhau tới kế toán, dễ dẫn tới việc sai sót số liệu, việc lập tờ khai thủ công và đối chiếu các tờ khai báo cáo thuế, dẫn tới rủi ro về thuế, thiếu thông tin cập nhật về thuế, dẫn tới việc xử lý sai sót và rủi ro về thuế theo bà trang hiện misa đã phát triển bộ giải pháp khắc phục các bất cập này mới đây tổng cục thuế cũng đã có thư ngỏ gửi đến người nộp thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số để đảm bảo sự tôn nghiêm, bình đẳng, minh bạch trong chấp hành pháp luật về thuế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử giữa các loại hình kinh doanh, Tổng cục Thuế đề nghị và khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử chủ động tiếp cận, tìm hiểu về quy định pháp luật thuế, chấp hành việc đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định. Các doanh nghiệp tổ chức cá nhân đã đang kinh doanh thương mại điện tử nhưng chưa thực hiện đăng ký thuế, cần khẩn trương đăng ký kê khai nộp thuế với cơ quan thuế. Ngành thuế cho biết sẽ lập kế hoạch kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.